khẩn cấp cô giáo đảm nhiệm việc đón trẻ sau vụ bỏ quên trên xe khiến bé 5 tuổi tử vong. Giá xăng đồng loạt giảm đến mốc hơn 21.000 đồng trên lít. Năm thanh niên trèo tường, có nhiều nạn nhân thoát khỏi vụ cháy nhà trọ. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự lúc 20 giờ phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Bản tin hôm nay ngày 30 tháng 5 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Từ năm 2021 đến nay, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình có gần 5.000 hộ hiến hơn 40 ha đất ở và đất nông nghiệp với trị giá hơn 500 tỷ đồng để làm đường. Cho đến nay, người dân của gần 30 xã trên địa bàn huyện đã hồ hởi quyên góp quyền sử dụng đất, không đòi lại để huyện triển khai mở rộng đường giao thông, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Liên quan đến vụ cháy nhà dân kết hợp cho thuê trọ trên địa bàn phường Ba La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, sáng ngày 30 tháng 5, trong lúc chờ lực lượng chức năng đến tiếp cận hiện trường, một nam thanh niên đã kịp thời xuất hiện, trèo lên các tầng của ngôi nhà để cứu thoát hai người mắc kẹt bên trong. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân và thống kê thiệt hại tài sản đã được điều tra làm rõ. Khu Liên hợp Thể thao và Văn hóa tỉnh Hà Giang có tổng mức đầu tư gần 343 tỷ đồng với các hạng mục chính là sân vận động hơn 10.000 chỗ ngồi, các tuyến đường đối nội, đối ngoại. Ghi nhận của phóng viên vào thời điểm cuối tháng 5 năm 2024, các tuyến đường đang thi công đắp nền đường, một số vị trí đã hoàn thành thảm nhựa, tiếp tục thi công các hạng mục phụ trợ. Thưa quý vị, cư dân N03 T3 và T4 của chung cư Horizon Tower, khu ngoại gia đoàn của Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, bức xúc cho rằng hành vi tự ý tăng giá giữ xe, chặn không cho xe xuống hầm là hành vi không tôn trọng cư dân của chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Xây dựng và Kỹ thuật Việt Nam Vinaeco. Tại như ngày hôm qua là chủ đầu tư chặn xe và cư dân đã phải để trên vỉa hè và để hết lối tầng hầm, gây cũng cư dân cũng rất là lo lắng với tài sản của mình trong khi đã đóng tiền rồi mà lại không được vào hầm. Vì vậy để bên trên có nguy cơ như là mất trộm, tháo các bộ phận rồi xước sát xe. Cái đấy cũng là một cái mà cư dân đang rất lo lắng. Cư dân mong muốn là chủ đầu tư ngồi lại đối thoại với cư dân, tìm ra phương án hợp lý và khi tăng giá thì nên tôn trọng cư dân và có sự đàm phán chứ không phải là tăng một chiều như bây giờ. Trao đổi với Lao động, ông Nguyễn Văn Ngũ, trưởng ban quản trị cụm tòa nhà N03, T3 và T4 cho biết, mức phí dịch vụ trông xe ô tô tại cụm chung cư từ năm 2018 đến nay so với mặt bằng chung ở khu ngoại giao đoàn đang là mức cao nhất. Từ năm 2018, từ lúc vào ở đến nay thì là giá cao nhất tại khu vực ngoại giao đoàn. Khu vực ngoại giao đoàn thì giá chỉ từ 1 triệu đến 1,2 triệu. Và này còn tự ý tăng lên nữa, nhưng mà vượt qua cái mặt bằng chung nữa, cho nên cư dân không đồng ý. Thưa quý vị, chỉ còn hơn một tuần nữa là kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ chính thức được diễn ra. Nhiều học sinh không khỏi lo lắng và xếp lịch học dày đặc để cố học thêm và ôn tập hệ thống lại kiến thức. Trong đó môn toán khiến nhiều sĩ tử không khỏi hoang mang. Là em và các bạn hơn nhau ở những câu C của bài 1, ở cái câu B là câu VS hoặc là ở câu C1 ở phía bài hình. Và cô luôn luôn nhắc bọn em là làm đến đâu thì chắc đến đấy, không được để sai những câu dễ và câu khó thì lại không làm được. Trong giai đoạn nước rút này, các sĩ tử đã bước vào giai đoạn luyện đề. Để đạt được điểm cao đối với môn toán, việc ôn tập kiến thức rất quan trọng. Tuy nhiên, việc phân bổ thời gian để thực hiện trọn vẹn bài thi cũng là điều thí sinh nên lưu ý. Ngoài ra cũng cần chú ý các câu hỏi khó, nâng cao. Đây được coi là chìa khóa giúp các sĩ tử lấy được điểm 9, điểm 10 đối với môn thi toán. Thì ví dụ như là đề câu trước là câu 1, câu 2 thì các bạn đều là làm tốt rồi. Nhưng mà kiến thức mà chú trọng nhất mà các bạn hay quên ấy, đó là cái phần một số bạn sẽ yếu cái phần giải bài toán một cách là phương trình. Một số bạn yếu cái phần bài toán về cái định lý VS và đặc biệt là cái phần cuối, cái câu cuối của cái phần hình học. Đấy. Thì các bạn nên tập trung vào đấy nhiều hơn là luyện thêm vào những cái phần đấy thì mọi thứ là đều ổn. Để là cố gắng là các bạn làm sao mà bây giờ ấy là phải nắm vững được cái kiến thức của mình học là ổn. Đấy. Chứ còn nếu mà bây giờ mình cứ ngồi mà lo quá xong rồi lại làm cho mình mất phương hướng ấy, tự áp lực cho bản thân ấy, thì là cuối cùng là hiệu quả nó sẽ không đạt như mong muốn. Tiếp nối bản tin, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin nhanh nổi bật diễn ra trong ngày. Liên quan đến vụ bé trai 5 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên xe ở Thái Bình,
Thông tin từ báo chí ngày hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người quy định tại điều 128 Bộ luật hình sự để tiến hành điều tra theo quy định. Đồng thời ra lệnh bắt người đang bị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với PQA, cô giáo đảm nhiệm việc đưa đón học sinh bằng xe đưa đón của trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 trong buổi sáng ngày 29 tháng 5. Từ 15 giờ hôm nay, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 21.759 đồng trên một lít, giảm 518 đồng trên một lít. Giá xăng RON 953 không cao hơn 22.519 đồng trên một lít, giảm 694 đồng trên một lít. Thưa quý vị, hiện Thường Tín Hà Nội đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để khởi công dự án mở rộng quốc lộ 1A dài 1,6 km, 4 làn xe với tổng vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng trong quý 4 năm 2024. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự lúc 20 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.